đối với người nữ thọ trì bát quan trai giới là gồm luôn việc đeo hoa tai dù nhỏ, những kết hôn đồng hồ, dây vòng tay, bất kỳ sơn màu hoặc gắn móng tay giả tay chân, dùng son môi, kem dưỡng da tay chân có mùi nước hoa hồng, đúng không ạ? Sư xin sư vì lòng từ bi mà nói rõ và nhắc nhở các thiền sinh nữ, vì nếu phạm giới thì trong 7 ngày này họ sẽ không được trọn vẹn phước, con thấy rất uổng. Thì đương nhiên là tất cả các món trang sức thì đương nhiên là bao gồm hoa tai, nhẫn, dây vòng tay, đồng hồ. Đồng hồ á thì nó có lại là để coi giờ, mà xin nói thiệt là thôi tốt nhất mình cũng gỡ gỡ ra đi. Đồng hồ coi giờ thì đây có đồng hồ rồi, hành thiền ở đây có đồng hồ lớn nè, thì mình cũng không cần đeo đồng hồ nhỏ. Rồi sơn móng tay thì bây giờ ta lỡ sơn rồi bây giờ kiếm cái gì để mà chùi, thôi cái đó thì thôi chịu thôi. Nhưng mà cái gắn móng tay giả, ta nói thiệt mà cái móng tay giả cũng vậy thôi, ta đắp bột rồi bây giờ gỡ ra nó khó. Thôi thì cái đó thì coi như mình du di đi. Nhưng mà ba cái vụ son môi, vô đây son môi để làm chi, kem dưỡng da, tay chân, nước hoa hồng, thì những cái gọi là các cái loại mà lotion á, tức là các cái loại nước hoặc là dung dịch mà mình thoa lên trên người, nếu như á mình bị bệnh cần chữa, ví dụ nha, môi bị nứt cần Vaseline để sức lên để cho nó không, để chữa bệnh thì được. Cơ thể có mùi hôi dùng xà phòng để tẩy rửa thì được. Còn nếu như mình dùng các loại chất lỏng hoặc là sáp hoặc là các thứ mà không nhằm mục đích để chữa bệnh thì đều là không được. Thì đó là tất cả các câu hỏi trong ngày hôm nay. Rồi.